nhiêu hôn nhân, đó là niềm ước mơ, niềm khát khao một ngày đêm hằng mong muốn. Và hôm nay đây, niềm ước mơ và khát khao đó đã trở thành hiện thực với cô dâu Thanh Hằng và chú rể Duy Trường. Và để có được toàn thể quý vị chúng ta có mặt đông đủ và chúc phúc cho anh chị trên này, thì chúng ta cùng chào đón hai bên gia đình nhà của cô dâu Thanh Hằng và chú rể Duy Trường bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị chúng ta trên này. Đầu tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu bước lên sân khấu gia đình bên phía cô dâu Thanh Hằng. Xin trân trọng kính mời hai vị song thân của cô dâu Thanh Hằng là ông Nguyễn Doãn Vinh và bà Nguyễn Thị Khanh. Chúng ta cùng chào đón gia đình nhà gái của chúng tôi được không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Và sau đây thì tôi xin trân trọng kính giới thiệu bước lên sân khấu gia đình bên phía chú rể Duy Trường. Vâng, xin trân trọng kính mời chú Hùng của nhà gái đứng bên tay phải và chú Hùng của nhà trai đứng bên tay trái. Thưa toàn thể quý vị, gia đình họ nhà trai nói vui một câu chuyện. Tôi chưa thấy một đám cưới nào mà có hai đại diện tên là Hùng. Hàng này hàng phân phối nên vị nào mà ở giá thì các ý. Vâng, xin cảm ơn hai chú ạ. Vâng, và bây giờ đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta. Thưa toàn thể quý vị, những khoảnh khắc rất là tuyệt vời và hạnh phúc lãng mạn của cô dâu Thanh Hằng và chú rể Duy Trường qua nghi thức rót rượu sâm banh và hạnh phúc đang được diễn ra. Chúng ta cùng tái động lại một chuyện tình rất là đẹp mà hai chị chúng ta đã dành cho nhau. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên thì chú rể Duy Trường đã xác định được rằng cô dâu Thanh Hằng chính là một nửa mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay và quyết định bày tỏ công nàng. Ước gì anh cưới được nàng, chung cha chung mẹ sớm chiều có nhau. Và để đáp lại một tình yêu rất là đẹp đó thì cô dâu Thanh Hằng cũng nói lên rằng: anh về cốc đất trồng cau, cho em trồng ké dây trầu một bên. Mai này trầu nọ lớn lên, cau kia ra trái, mình nên vợ chồng. Và để hôm nay đây những sự chứng kiến của hai gia đình con đẹp. Xin cảm ơn và xin mời chú rể cùng cầm hai ly rượu và trao cho cô hai bác đón nhận ly rượu tình thủy hiếu của hai con. Xin cảm ơn và xin mời chú rể cùng cầm bó hoa và đưa cho cô dâu. Xin mời hai anh chị tiến về giữa sân khấu đi ạ. Chắc chắn hoàn toàn, hôm nay thực sự là nhà hàng với anh. Vâng ạ, một lần nữa thì xin chúc mừng hạnh phúc của anh chị. Xin chúc anh Phong Trường đã xây dựng với cháu từ bạn vào đến đây, đường xa anh xa xôi. Thế bây giờ là tôi cũng muốn cả tí chút để là tặng cho cháu, xin chúc Phong Trường. Vâng ạ, cho bà ngoại một tràng pháo tay toàn thể quý vị. Bà từ Bắc vào đây mà rất là khỏe bóng toàn thể quý vị. Rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn bà ngoại rất nhiều và xin chúc bà. Xin mời phần quà của anh hai cô dâu. Xin trân trọng kính mời phần quà của cậu Thắng ạ. Về phía gia đình và nhà trai, chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Duy Bay và Nguyễn Thị Nung là song thân phụ mẫu của chú rể Duy Trường. Mời quý vị chúng ta cùng chào đón gia đình nhà trai bằng một chén đã chuẩn bị để hôn nhân sự sắp đặt và bảo trọng sâu đầu tiên đã bắt đầu nhau để chọn đời. Cảm ơn bạn thật nhiều và các bạn đã tiến đến một trong những hoàn toàn tốt cao. Văn hàng thế các bạn để cả các bạn đã bắt phần đánh giấy và thần kiện và nào và trên bác phần mạnh giáo viên nhảy đàn cơ đông những cái bài bản trên bác đàn xin mời chúng ta đưa ra và các bạn các bạn các bạn các bạn các bạn trên cổ cho đến tầm cuối cổ các bạn đánh tự trưng cho tình yêu hạnh phúc ngọt ngào và thủy chung. Cảm ơn anh chú rể cô dâu cả nhà. Và một lần nữa xin mời chú rể cô dâu hai bạn sẽ theo bước gia đình và trở xuống những người của cuộc đời diện tất cả gia đình hôm nay có mặt để chung quanh nâng chất gia đình sự chia sẻ cô dâu và chúng ta hôm nay.